Vietnam Sai kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Vietnam Sai lên nhà anh Hà. Vietnam Sai chia sẻ quý vị với các bạn một ít đồ chơi của anh Hà nhá. Ở đây em chào anh Hà. Anh chào em. Chào vâng. Em Thắng video One Sai. Vâng. Nhận lời mời anh Hà hôm nay em lên chia sẻ ít đồ chơi của anh. Cây để chỗ nào anh? Trong này, mời em vào trong này. Vâng, ok anh, mời quý vị vào trong này nhá. Đây mời quý vị và các bạn cùng video Sai là chia sẻ sân vườn của anh Hà đây. Vietnam Sai chia sẻ một lượt xung quanh. Rồi sẽ chia sẻ với quý vị những cái phôi mà anh Hà đang làm ở tại vườn. Đây anh Hà có rất nhiều cốt các bạn. Anh đang bắt đầu là cắt giật. Ở trên này là làm video sai thấy hầu như tất cả các phôi đều cắt giật với quý vị ạ. Các anh ấy làm rất từ từ và chậm thôi. Nhưng quan trọng nhất là cốt rất già. Đấy, các anh nuôi những cái độ chun chảy, độ nu này. Và nó đang kéo lên quý vị này. Các bạn nhìn thấy cổ các anh làm kỹ chưa? Giật từng chuyền từng đoạn một. Đây một cốt ba thân nữa. Em ra chia sẻ quý vị một lượt này. Vì sao sai nhìn thấy mấy cốt ở giữa của anh ấy rất là quý đây. Đây có một cốt. Anh Hà ơi, ra đây anh em chia sẻ cái cốt ba thần này. Anh lấy về lâu chưa anh Hà? Cái này anh mua ở quê nhà em đấy. Ồ, ở Ninh Bình em à? Ninh Bình, mua của chú Bình đấy. Chú Bình giáo viên ở Khánh Cư hay sao? À, thế lấy về lâu chưa anh? Cái này thì cũng nhiều năm rồi. Cái này anh mua cái năm đấy là khoảng 2010. À, cuối 2010. Ạ. Vâng. Đầu 2021 thì anh bán đi. À thế ạ. Anh bán thì cuối 2016 thì người ta lại gọi bán lại cho anh. Vâng. Cái cây này mình dầm có tí nước vào chắc chắn là nó màu vàng luôn anh nhỉ? Vàng hết. Đây các bạn này. Cây rất già. Rất già là cái vị ạ. Bây giờ mình nuôi thì nó bị sửa lại một chút. Vâng, không bắt buộc thôi anh. Nuôi thì bao giờ nó phải có cái độ biến hóa thân nó cấp nhựa lên đúng không anh? Đúng rồi. Thì nó sẽ khác. Nhưng quan trọng nhất anh ạ. Nó biến hóa đến như này nhưng mà nó có cái tay đòn và giật nhiều lần như này rồi anh ạ. Thì mà anh giữ được cái màu da như này em thấy vậy là rất quý rồi. Đấy, những cái đòn này. À, tất cả những cây này là anh tự làm hết hả anh Hà? Ừ, cây này anh tự làm. À, chứ không thuê thợ gì cả? Không. Một nhà mình thì có hai anh em, anh Nam Lê là anh ruột của mình. À thế ạ. Thế là nhiều khi hai anh em ngồi thẩm định với nhau để chọn những cái phương pháp nào đẹp nhất. Cùng chia sẻ đúng không? Chia sẻ mà anh em thì có những cái gì mà hay thì chia sẻ cho nhau để làm thì nâng cấp cái trình độ của mình lên. Vâng, nhất trí ạ. Hôm nay em cũng rất vui được anh Hà gọi điện lên chia sẻ những cái cốt của anh Hà làm. Những cái đường truyền này trước cây nó to lắm à anh Hà? To. Anh cắt đi à? Cắt đi để nuôi. Mà những cái này, cái chốt này là anh bẻ là như nào đấy ạ? Cái đấy cũ của nó. À, cũ của thân trước. Cũ của cái thân trước. Và mình mua về nó đã có từ đến đây. À, còn kia là anh nuôi cái mầm kia anh vật nuôi lên. Cái cột này là mầm này. À thế ạ. Như tầm này là nó được khoảng tầm 70% chưa anh? Chưa. Nó chỉ... Vậy còn giật nữa cả anh? Em thấy 60%. Em thấy cũng ra đến đây rồi còn gì nữa anh Hà? Nhưng mà cái phần ngọn kia còn rất là đâu cái ngọn. Vâng. Vậy các bạn thấy anh làm nuôi như thế này anh còn bảo mới có 60%. Đến từ đây đến đây giật này, giật rất nhiều này. Đây những phần này là ra bông rồi đúng bông không đấy, anh? Bông. Vâng, này ra bông rồi. Hãy chia sẻ với quý vị một cây ba vai của anh. Hiện tại nó cao bao nhiêu ở nhà nhỉ? Cây này chắc nó rơi khoảng độ 80. 80 ạ. Nó khoảng đấy mình chưa đo. Vâng. À, quý vị với các bạn mà ưng cái phôi nào của anh Hà thì alo số điện thoại video sai để trên màn hình để anh em chúng cùng chia sẻ cái đam mê của mình đúng không anh ạ? À? Cái chơi cây này là phải chia sẻ mà. Vâng, ok anh. Một công đoạn, người thì nuôi, người thì tạo tác thêm. Vâng. Rồi ok anh. Video sai chia sẻ kỹ phần bệ cho quý vị ngắm nha. Anh chặt những cái đồn truyền bệ như truyền tay cành quý vị ạ.
Đây cũng chặn từng đoạn một. Đấy, nó chảy trên mặt bệ, trên mặt đá đây. Cô nhận trên đây các anh làm kỹ nha. Giật từng đoạn một và đây cột cũ đây đúng không anh? Đây, quý vị thấy độ già cũ của cây này các bạn này. Đấy, cái ten cũ của nó vẫn còn đây. Anh nuôi như thế mà vẫn còn giữ được ten quý vị ạ. Bây giờ em với anh sang chia sẻ cái cốt kia đi anh Hà đi. Mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng cái cốt này của anh. Như video sai đang nhìn ở ngoài già lắm quý vị ạ. Rất là già. Già nhất ở cái dưới này nhỉ, dưới sân này. Già nhất đấy. Đúng không anh? Già nhất bản. Già nhất à? Già lắm quý vị ạ. Thật sự nó chun hết cả lên rồi. Cái này anh lấy về lâu chưa anh Hà? Anh Hà. Cái này anh mua đầu 2017. Đầu 2017 ạ. Anh cứ tân nhập đi. Đầu 2017. Tháng 2 2017. Vâng. Một cái cột nguyên bản đấy. Vâng, cột rất già. Về anh cắt giật đi ạ. Cắt ra làm lại theo, tức là cái cổ thì vẫn giữ nguyên. Vâng. Nhưng mình làm bông theo nối mới. Vâng. Sản vân. Vâng. Cũng hơi tiếc tại vì là anh đang nuôi một số kênh thở. Trên video sai cũng không quay được rõ tất cả cái thân cho quý vị ngắm được. Nên là mong quý vị một ngày gần nhất là nên về với anh Hà thì quý vị được chiêm ngưỡng thực tế. Đấy, được sờ vào luôn. Thực ra cái này chỉ làm răm bị nữa thôi là xong đúng không anh? Đúng rồi. Vâng. Thì... tại vì anh bắt đầu đang bắt đầu nuôi răm rồi. Tất cả những bông là anh xếp gần như xong đúng không anh? Gần xong. Gần xong rồi. Như đấy. Cái này thì cũng đạt tới độ 80%. Dạ vâng. Bây giờ chỉ nuôi răm nhiều nữa thôi anh nhỉ? Dày thêm răm 2 năm nữa là mịn tít. Dạ vâng. Thực ra em đánh giá quan điểm của em thôi anh ạ. Với một cái tác phẩm tương lai sau này ấy mà anh xếp bông như vậy em thấy như em nhá. Rồi, em cũng... nó không che một cái gì về tay cành và thân cả anh ạ. Cho dù anh đang nuôi rất là tốt. Đúng. Đấy, em nhìn được tất cả luôn. Đây quý vị, trước ống kính quý vị nhìn này. Tay cành này, thân này, rõ luôn. Đấy, quý vị thấy chưa? Đấy là chẳng qua là những cái này là anh em đang là cành thở. Khi anh lọc cái này ra thì thật sau này các bạn ạ, nó rõ toàn bộ luôn về thân luôn. Cái này để mà người thường nám nói mà nhà khi hoàn thiện xong rồi thì ngắm được tất. Vâng. Từ tay cành, từ bông tán. Vâng. Đây như chỗ này quý vị nhá. Anh để như này, nếu như không có bông này nó sẽ cháy mà anh nói là nó chuẩn bị xếp bông như này rồi. Là bông này sẽ che cho lưng này anh nhỉ. Đúng không? Đó. Nó sẽ không bao giờ bị cháy của thân này nữa. Nhưng chúng ta nhìn thấy toàn bộ phần thân này luôn. Đây mình tạo độ thông thoáng, độ thưa thoáng. Vâng. Bông bềnh. Khi mà có lá nhiều cũng chơi được. Đúng. Mà cắt răm gì cũng chơi được. Đúng rồi. Đấy. Cảm ơn những người như các anh làm được tác phẩm đẹp cho đời sau này. Vì thực ra là không phải là mình giữ được mãi mãi đúng không anh Hà? Lúc đấy sẽ có người chơi một giai đoạn. Hiện tại người đang có duyên với mình. Đúng rồi, mình cứ chơi thôi. Cây này rất già quý vị nhá. Video sai nhìn thực tế rồi. Rất là già quý vị ạ. Anh nhiều cốt quý thật. Anh em ra kia chia sẻ một cái phôi siêu này anh đi. Cái nghênh phong đấy. Vâng, nghênh phong đấy nhỉ. Dáng nhìn yêu nhỉ. Vâng, nhìn rất thích luôn. Quan trọng nó ục kịch anh ạ. Chất cây nó. Vâng. Nó được cái chất. Như anh Sử Ba Thái hay nói là rất hài hòa đúng không anh? Rất hài hòa về cái độ to, độ cao của cái phôi. Vâng. Cái tỷ lệ. Vâng. Tỷ lệ rất hài hòa anh ạ, em nhìn thấy. Rất hài hòa luôn. Cái này nó dòng ra nó dày. Vâng. Vô cục. Vô cục. Cái này anh đang tạm thời làm này thôi, nữa anh chặt bệ sau đúng không anh? Đúng rồi, cái này tạm thời, ít nữa cái này phải chặt làm đá. Đoạn một. À anh làm đá nó bám đá nó bay ra hả anh? Bay ra. À vâng. Có cái... đấy quý vị nhá, anh đang để như này để mấy đứa anh sẽ làm đá ở đây quý vị ạ. Làm con nó bay ra. Chế tác bây giờ xong đã. Đấy, một... nghênh phong đúng không anh? Nghênh phong. À, một tác phẩm hứa hẹn. Sau này các bạn sẽ được ngắm. Em giới thiệu anh thì nhá, thì đợt này em mới quyết định bán bộ đục này, Đài Loan này và cưa kéo anh ạ. Làm sao anh em là hội cây cảnh anh em là ủng hộ video bonsai, anh lấy các cái này. Dạ vâng.
Còn anh cứ dùng thử sau nào thì... Và những đồ này thì theo anh nhìn thấy liệu có dùng ok không anh? Anh nghĩ là ok đấy. Vâng. Đấy, anh là một người thợ thì anh sẽ nhìn được nó dễ hơn đúng không ạ? Ừ, ok. Vâng, ok anh. Vâng, em cảm ơn anh Chí rất nhiều nhá. Toàn cắt phát một. Cắt sướng lắm. Cháu ơi, cháu cắt trăm rồi. Thôi cái này để cho anh. À dạ vâng, ok anh. Kéo này kéo Nhật anh. Ờ kéo Nhật. Ngon lắm anh ạ. Ờ, cắt trăm. Dạ vâng, vâng. Anh này chuyên dùng cắt trăm. Cảm ơn anh người đã ủng hộ em. Rồi, ok em. Vâng, vâng. Thì tiên là mới cưa lại được này. Vâng. Cưa này đúng không ạ? Đấy, tiên lại ủng hộ ok. Em làm đấy. Cưa. Cảm ơn tiên nhá. Đi dòng xài này tha hồ xăng xe và tiền cầu đường đi tiếp các nhà vườn khác rồi. Giới thiệu quý vị các bạn một cái cốt trực huyền của anh. Vừa tầm chơi quý vị ạ. Rất vừa tầm chơi. Tại sao Vinzai nói vậy? Tại vì thực ra viên đá này nó cũng vừa tầm thôi, nó không to lắm quý vị ạ. Còn nói về độ thân này quý vị này. Nhìn nó có những cái được rút lên những cái nu, đây cái nu tự nhiên quý vị nhá. Đây là cái nu tự nhiên 100% nó tự nó đùn lên này. Đó. Thân rất là mềm quý vị ạ. Cái này anh làm lâu chưa anh ạ? Cây này thì lâu rồi. Lâu rồi à? Cây này ngày trước cái thời 2010. Vâng. Mình mua của một anh ở Quảng Nam, anh mang ra mình mua. Vâng. Thế là tạo tác từ năm đấy đến bây giờ. Nó đầu ngày trước nó chỉ có một đoạn đấy. Sau nuôi dần nuôi từng khúc một thì bây giờ nó mới được hình hài như ngày hôm nay. Ở đây cho em hỏi tí nhá, em thì em rất thích cái lối anh làm. Em hỏi một chút thôi mà có thể mọi người sẽ hỏi vì từ nãy giờ anh nói là anh tự làm 100%. Đúng rồi. Vậy ví dụ ai đó muốn nhờ anh làm một vài tác phẩm họ yêu quý anh có đến giúp đỡ được không? Cái đấy nó còn tùy thuộc vào cái tùy duyên. À và. Cái đấy là duyên. Dạ. Và nếu mà có duyên với nhau thì cũng có thể giúp nhau được. Và. Vậy thì theo qua ông Kính này video sai gửi quý vị này. Nếu quý vị có cái phôi nào mà cảm thấy đang khó làm hay là muốn anh Hà làm thì cứ chụp ảnh cái phôi đó và gửi qua Zalo số điện thoại này cho anh. Anh sẽ sắp xếp, ví dụ anh làm được thì anh sẽ bảo đúng không ạ? Thực ra nếu như mình không làm được thì nếu mà có điều kiện, có thời gian mình qua chơi mình chỉ bảo giúp định cái định hướng cái cây đấy. À vâng, định hướng để cho thành một tác phẩm đẹp. Dạ vâng, ok anh. Chứ mình cũng, thực ra là mình cũng rất bận. Vâng. Với công việc rất bận nên không có thời gian để đi làm như và những người khác đúng không ạ? Khác được. Em thì em muốn thế này anh ạ, tại vì em đến đây em đang rất ưng cái lối làm của anh. Nên em muốn là những người làm giỏi mà làm tốt như các anh đúng không ạ? Em muốn chia sẻ với cộng đồng. Vì có rất nhiều người có những cây mà không biết làm theo lối gì. Đúng rồi. Cứ nuôi xong lại cắt đi anh ạ. Mà rất tiếc và phí cho thời gian của họ. Hôm nay mình chia sẻ mấy video bonsai. Là mình đi chơi anh em mà gặp những cái phôi nào mình đứng trước cái phôi đấy mình hay chia sẻ nếu mà theo quan điểm cá nhân của mình. Vâng. Để làm cho tác phẩm đẹp. Vâng. Mình không bao giờ mình giấu cái gì hết. Dạ. Muốn chia sẻ để anh em được biết. Vâng. Tức là cái đấy để cho mà sau này có nhiều tác phẩm đẹp để mà nhiều đúng người rồi. Được chiêm ngưỡng. Vâng. Mà biết đâu anh chỉ cho họ làm họ nuôi cho anh một ngày đó anh lại chính anh lại mua lại sao? À cái đấy là cái chuyện bình thường mà. Vâng. Anh mua lại thế đấy nhiều mà. Vâng đúng rồi đấy ạ. Vậy nên là anh Hà chia sẻ quý vị nhá. Quý vị cứ mạnh dạn alo cho anh Hà và cứ gửi những cái phôi nào mà quý vị yêu quý mà muốn anh Hà làm hộ hoặc tư vấn. Hoặc tư vấn thì cứ gửi vào Zalo cho anh Hà. Số điện thoại video sai để trên màn hình quý vị nhá. Đó. Còn chia sẻ với quý vị một chút là cái nai phôi này là trực huyền anh đang vẫn đang làm. Nên là một số những cái rễ này là anh đang tất cả để cho nó cấp nhựa. Ngày đó anh sẽ lọc đi, đúng không anh nhỉ? Cái cả hòn đá này mai phải sửa lại. Vâng, anh sẽ sửa lại cho nó mịn nhất có thể. Hòn đá này là chưa ưng đâu. Vâng, đúng rồi. Đây, cách anh bóng tàn anh xếp nó khác hẳn những con huyền khác anh ạ. Đúng rồi. Vâng, nó khác hết anh ạ. À, cảm ơn anh Hà rất là nhiều đã chia sẻ cho video online. Những cái phôi anh yêu quý anh đang làm và có cái tâm sự là anh sẽ đi giúp mọi người nếu như có thể có duyên đúng không ạ? À, video sai xin dừng đây để lên trên nóc nhà của anh chia sẻ với ít cô trên kia các bạn nhá.